hiện nay là quân đội của Macedonia là người đứng thứ hai phía ngoài. Thời ngày xưa là họ chiến tranh và tranh giành vùng đất Jerusalem và Israel bây giờ. Quân hoa màu này là quân chiến mặt đây trong một cái cuộc chiến vào và sẽ được trang bị thêm một giáp vàng đỏ trong. Thì ông này ngày xưa ông chỉ cao có 1m6 trở lại thôi, nhưng mà ông đánh ông kiếm ông gạch hết cả châu Âu. Khi mà ông bước lên con ngựa, có người lính phải đưa cái lưng cho ông đạp, ông bước ông đeo lưng ngựa đấy, người ta chọc ông thì tướng lùng đó thì ông quê. Ông mới nói câu nói con người mà tính cái chiều cao đó, từ cái đầu lên trên trời chứ đừng có tính từ mặt đất lên cái đầu, là câu nói bất hủ không tới giờ. Cờ của mọi nước lên trên để công việc. Ngày xưa thì châu họ tính một nguyên tắc thì giống nhau, nhưng mà nó khác nhau về mẫu mã, trình chỉ chứ không cái nào giống cái nào không. Tại những cái thuốc này ngày xưa họ làm bằng vũ công nên nó khác nhau, nó bị thương chứ chưa có chết. Yeah. Mình coi mấy cái viên cổ ngày xưa coi chúng nó bắn một phát giống như là cái súng nó bị cháy, tại vì nó bắn bằng thuốc súng. Khi mà thuốc súng nó nổ nó tống nhưng đi thì lúc đó cây súng nó khói thôi, bắn đạn bằng bi trì. Xong đây hồi qua cô hai mình sẽ thấy như đạn trì ngày xưa nó tròn như đạn keo mình bằng trì. Yeah. Giống như giờ mình coi cái phim mà cướp biển cái đi mê giờ bắn cái đụng cái súng khói thôi, thổi cho nó bút bớt khói. Yeah. Tại vì bắn bằng thuốc súng. Ở bên đây năm người này là quân phục của Pháp hết á. Đây là hiến binh quốc gia của Pháp, hiến binh là người cảnh sát của Pháp ngày xưa đấy. Còn đây là hai cái trung đoàn số 6 của nước Pháp, có số thứ tự như cái cổ áo. Trang phục này là trang phục ngày xưa họ ghi lễ diễu hành, còn trang phục này là trận chiến đánh thì mình thấy cũng là số 6, mà hai cái trang phục nó khác với nhau. Còn cái súng này ngày xưa mà bây giờ vẫn vậy, người ta gọi là cây súng kiếp á. Khi mà họ bắn một phát thì phải rút cây đằng sau ra, chở cái đầu bự thọt thâm nòng xong và nhồi thuốc vô để đạn cho bắn đạn nguyên. Bây giờ người Việt Nam mình vẫn còn xài cây súng kiếp để đi săn, nhưng người Việt Nam làm ngắn mà nó nhỏ hơn cho nó xứng với tầm dốc của Việt mình. Kiếp là nó xài bằng kiếp nổ, nhưng mà xài lén thôi chứ người ta cấm. Yeah. Mạnh lắm, có thể là nó bắn chết gấu nên người ta cấm. Còn biểu tượng người cảnh sát người ta đeo con đại bàng trước cổ là bằng đồng thay cho một cái thẻ bài của họ vậy. Cái này mình mới gõ ba cạnh của họ cái lắm mình biết là sâu. Chẳng hạn như ông chết nằm đó bị thương nằm đó mà không biết ông có chết có bị thương hay không, mình đã gần ổng đâm mình chết là sao. Thật sự ngày xưa người ta chết rồi mà mình cũng rất là sợ, tại vì chết mà không thấy máu, chết mà bóng dọa địch sợ. Nói chung là cái màu đỏ nó, anh này ngày xưa chết sống thì người ta cũng không biết, khi chết bóng dọa được người ta sợ, họ cũng có ý đồ không. Ký tên đây, đây là cái công ty đấu giá nằm đây. Mấy cái đồ này là ông chủ mua đấu giá không ạ? À? Không nghe đâu. Bự dữ hả? Dạ đúng rồi, hiện tại bây giờ cái trung đoàn kiện binh này là bên Anh vẫn còn luôn. Và buổi sáng họ sẽ thường hay diễu binh diễu hành, hoặc là đi tuần cái trước công việc của cái binh. Cái sau đó sẽ thấy người lính được con đường to hơn. Nên triệu tập là ở đây luôn. Dạ đúng rồi, đây là mai mở triệu tập ở đây. Còn bên đây mình có một cái khẩu súng trường dài trúng hai từ trên xuống khẩu cái chốt bên dưới ạ. Đây là khẩu súng của Hà Lan, được sản xuất vào năm 1851. Là thống chế của đế quốc, là những tướng soái cấp cao, họ mặc trang phục đẹp như này là khi họ đi diện kiến quốc của mình, là quý tộc nên trang điểm đồ tóc dài quý tộc.
là vương quốc Zulu là của Nam Phi thế kỷ 19. Quỷ đứng bên phải là chiến binh, đứng bên cạnh là thủ lĩnh. Thủ lĩnh sẽ mặc trang phục nhiều hơn, có nhiều đồ trang sức hơn. Đây là trang phục khi họ mặc ở nhà, chiến đấu phải cởi trần lấn phố, không mặc trang phục này khi họ mặc. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, chào anh. Phát năm 1831, Pháp đến ba nước Đông Dương, Việt Nam, Lào, Campuchia. Trận chiến Đông Dương lần thứ nhất năm 1946 đến năm 1954. Pháp thu trận Điện Biên Phủ thế kỷ 20. Ba người này, quân đội Vương Quốc Phổ năm 1871 thế kỷ thứ 19 đổi thành nước Đức. Đây là Vũ Đức. Đời Vũ Đức sau cùng, ông này là cháu của nữ hoàng Anh Victoria. Ba người này không quân Đức Quốc xã. Sĩ quan SS Đức Quốc xã. Bộ binh Đức Quốc xã. Thế chiến thứ hai, đồng minh nghe tiếng súng này đều nằm xuống hết, không ngẩng đầu lên. Đồng minh gọi cây súng này là máy cưa xương của Hitler. Năm 1942, Đức sản xuất ra cây súng này. Tốc độ bắn 1.200 đến 1.500 viên trong một phút, xa 4.000 mét, nóng nòng rút nòng ra, thay nòng khác bắn tiếp. Muốn biết cây súng này, coi bộ phim Giải Cứu Bên Nhì Ryan.